Giám đốc Công an Hưng Yên lại lên tiếng về vụ việc 5 người tử vong bất thường. Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an đã lấy mẫu giám định của 5 nạn nhân tử vong bất thường ở huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Trả lời báo chí trưa 16 tháng 1, Đại tá Nguyễn Thành Trường, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đơn vị đang phối hợp với cơ quan chuyên môn của Bộ Công an làm rõ nguyên nhân 5 người tử vong bất thường tại huyện Kim Động. Theo Đại tá Trường, Viện Khoa học Hình sự đã lấy mẫu giám định của các nạn nhân, tuy nhiên đến nay vẫn chưa có kết quả. Việc điều tra xác minh phụ thuộc lớn vào kết quả giám định của cơ quan chuyên môn. Trưa 26 tháng 12, tại nhà ông Nguyễn Văn Sản ở thôn Lai Hà Trung, xã Hồng An, có tổ chức bữa ăn gia đình. Mâm cơm hôm đó gồm có 9 người gồm vợ chồng ông Sản, gia đình hai con gái là các chị Nguyễn Thị Tươi và Nguyễn Thị Tình. Nói về bữa cơm trưa ngày 26 tháng 12 năm 2021, bà Nguyễn Thị Thắm, vợ ông Sản cho biết, thực đơn gồm thịt lợn, chả lợn, trứng rán, đậu phụ và rau cần, người nấu ăn là chị Tình và chị Tươi. Khoảng 30 phút sau bữa trưa, con trai 9 tuổi của chị Tươi có biểu hiện nôn, đau ngực, sau đó tình trạng nguy kịch hơn, phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Sản Nhi, tỉnh Hưng Yên và tử vong. Một lúc sau thì con trai 5 tuổi của chị Tình cũng có biểu hiện nôn, đau cổ rồi tử vong dù đã được đưa đi cấp cứu. Một ngày sau, chị Tươi và chị Tình cũng gặp dấu hiệu tương tự các con khi nôn, đau bụng và rơi vào tình trạng hôn mê. Cả hai được đưa về bệnh viện ở Hà Nội để cấp cứu. Sau đó chị Tươi mất vào ngày 28 tháng 12 và chị Tình cũng đã tử vong vào ngày 29 tháng 12. Đến tối 15 tháng 1 năm 2022, nạn nhân thứ 5 là anh Nguyễn Văn Dũng tử vong mặc dù không tham gia bữa cơm trưa. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.